Khi lưu thông trên đường, hình ảnh xe đầu kéo rơ móc chở những trụ bê tông thanh sắt nặng hàng tấn được bó trần với chiều dài vượt quá quy định cho phép. Hay những cuộn thép to chạy băng băng vẫn không hiếm gặp mỗi ngày trên một số tuyến đường. Đáng nói là trên nhiều xe, các khối hàng công kênh này chưa được chẳng giữ tạm bợ mà khó ai có thể bảo đảm thực sự đã an toàn chưa. Và trên thực tế, có nhiều vụ hàng hóa không được chẳng buộc, bất ngờ từ xe rơi xuống đường gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông quy định đã có nhưng chủ phương tiện vẫn không chấp hành thậm chí còn chủ quan và coi thường tính mạng của người tham gia giao thông